Kính chào quý vị, mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về COVID-19. Sở Y tế Hà Nam, bệnh nhân 251 tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cho người khác rất lớn. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, trường hợp bệnh nhân 251 vẫn chưa xác định nguồn lây F0. Nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân này rất cao do bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người. Sáng ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế đã thông tin về trường hợp bệnh nhân nam số 251, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Ngày 6 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, ngày 7 tháng 4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho hay, bệnh nhân số 251 có tiền sử bệnh lý phức tạp, bệnh nền nhiều như viêm gan, xơ gan, gút và bắt đầu xuất hiện có viêm phổi. Đây là bệnh nhân thuộc nhóm 25% trường hợp có yếu tố nguy cơ nặng, người già có bệnh lý nền. Bệnh nhân số 251 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 20 tháng 3 đến nay. Đến sáng ngày 5 tháng 4, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đến sáng ngày 6 tháng 4, bệnh nhân được chụp X-quang phổi, phát hiện phổi mờ không đồng đều. Ông Minh lo ngại hiện tại thì đối với trường hợp bệnh nhân 251 vẫn chưa xác định được nguồn lây F0, bệnh nhân điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, vì vậy chắc chắn nguồn lây là tại đây. Bệnh nhân số 251 có tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cho người khác rất lớn. Theo ông Minh, qua rà soát ban đầu thì đến thời điểm hiện tại có khoảng 45 nhân viên y tế có liên quan và 25 bệnh nhân khác được xác định nằm cùng phòng với bệnh nhân 251. Về phía Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, sau khi nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 251 đã nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ, các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân, cách ly ngay những y bác sĩ, nhân viên y tế và các bệnh nhân đang cùng phòng điều trị. Hiện huyện Bình Lục đã dựng hàng rào cách ly phong tỏa nơi bệnh nhân cư trú, thôn Ngô Khê Ba, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.